Video xe tăng bỏ chạy thục mạng khi bị UAV truy đuổi tại Ukraine. Tên lửa S-400 bị hệ thống phòng không Patriot bắn hạ. Ukraine chỉ còn giữ được 1% diện tích Marinka. EU cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine. Giới chức Đức-Mỹ cảnh báo về các vụ tấn công của lực lượng Houthi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng trên kênh youtube báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Cập nhật tình hình xung đột Nga-Ukraine, một xe tăng T-80BVM đã may mắn thoát nạn tại tiền tuyến Ukraine, trong khi liên tục bị tập kích bởi máy bay không người lái UAV. Truyền thông Nga mới đây đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh một xe tăng T-80BVM bị UAV truy đuổi gần thành phố Krasnogorivka, vùng Donetsk. Trong đoạn video, chiếc xe tăng đã chạy hết tốc lực trên một con đường mòn, trong khi bị tập kích bởi hàng loạt UAV cảm tử. Chiếc T-80BVM được trang bị một lớp bảo vệ dạng lồng để bảo vệ phần tháp pháo. Trên đường di chuyển tới vị trí an toàn, xe tăng này đã tránh được các đòn tập kích từ nhiều UAV, đồng thời trực tiếp bắn hạ một UAV. Hiện vẫn chưa rõ chiếc xe tăng này thuộc về bên nào. Có nguồn tin cho rằng đây là xe tăng của Nga, Tuy nhiên, kênh Telegram đầu tiên đăng tải đoạn video cho rằng chiếc T-80BVM thuộc về Ukraine. T-80BVM là biến thể nâng cấp từ xe tăng T-80BV, lần đầu được giới thiệu với công chúng vào năm 2018 và đưa vào biên chế quân đội Nga cùng năm. Xe dài 9,56m tính cả nòng pháo, rộng 3,38m, cao 2,22m và nặng khoảng 46 tấn. Kiếp chiến đấu của xe có 3 người, gồm trưởng xe, lái xe và xạ thủ kênh Raipa đưa tin, lực lượng Nga tiếp tục hoạt động tấn công theo hướng Soleda với tâm điểm Bakhmut. Những nỗ lực chính của họ tập trung giành được không gian hoạt động để đột nhập khu vực kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine ở Chasovsja. Đây là mục tiêu lớn mang tính chiến thuật tiếp theo của Moscow. Ở phía nam, giao tranh đang diễn ra xung quanh đoạn rẽ và đường cao tốc đến Chasovsja từ Kromove. Sau khi chiếm được sân tập ô tô, Nga bắt đầu tập kích các vị trí của Ukraine ở phía tây. Ở phía tây Bakhmut, Biệt đội Camerton được thành lập từ các cựu binh của tập đoàn Wagner đang dọn sạch vùng ngoại ô phía tây của các ngôi nhà theo hướng Ivaniske. Trong hai ngày qua, lực lượng Moscow đã mở rộng vùng kiểm soát trong khu vực tư nhân. Sau khi chiếm ưu thế ở điểm cao 215,7 ở ngoại ô phía tây bắc Klishchiivka, quân nga đang mở rộng vùng kiểm soát. Từ trên cao, họ kiểm soát các tuyến đường tiến công và hướng tiếp cận của Ukraine tới Klishchiivka ở phía đông antrika nga đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát các con đập phía trước đường sắt tuy nhiên một cuộc tấn công trực diện chasopya nằm ở độ cao là một nhiệm vụ khó khăn sẽ rất vất vả và có thể phải chịu tổn thất lớn khi đánh chiếm các mỏ mỏ đá và một số khu rừng vì vậy nhiều khả năng lực lượng moscow sẽ bỏ qua khu vực kiên cố từ phía bắc và phía nam đó là lý do tại sao cuộc tấn công được thực hiện theo hướng krikoroka ở phía bắc bakhmut và chasopya sau đó chia cánh ngoặt xuống bao vây khu vực này từ phía tây theo thông tin từ phía Ukraine, màn đối đầu giữa tên lửa S400 dùng cho mục đích tấn công mặt đất và hệ thống phòng không Patriot đã xảy ra và phần thắng thuộc về hệ thống vũ khí của Mỹ. Về phần mình, giới chức Nga chưa đưa ra phản biện. Tại vùng Bryansk gần khu định cư Klinsky, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa S400 cho nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất. Đây là lần đầu tiên ghi nhận chức năng này của vũ khí. Theo đó, các tên lửa dẫn đường của tổ hợp phòng không S-400 di chuyển với tốc độ khoảng 1.300 m trên giây. Chúng vượt qua khoảng cách cần thiết trong thời gian chưa đầy 2 phút. Đáng ngạc nhiên là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, lực lượng phòng không Ukraine đã thành công trong việc phát hiện và tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác đến mức hoàn hảo. Các nhà phân tích nhận xét, điều quan trọng cần lưu ý là khu định cư nói trên cách biên giới Ukraine khoảng 45 km. Trong khi đó, tên lửa 48N6 của hệ thống phòng không S-400 có thể tấn công ép từ khoảng cách lên tới 280 km. Đáng chú ý hơn, tên lửa 48N6DM trang bị cho S-400 có thể bắn hạ mục tiêu khí động học từ cách xa 250 km trong trường hợp sử dụng để tấn công theo kiểu tên lửa đạn đạo, tầm xa dự báo lên tới 400 km. Do vậy, với điều kiện các thông số kỹ thuật và chiến thuật của tên lửa 48N6DM, đúng như Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố, không bị phóng đại, có khả năng nó sẽ còn thực hiện các cuộc tấn công ở phạm vi lớn hơn. Tại khu vực Marinka, sau khi kiểm soát hoàn toàn vùng ngoại ô phía Tây Nam, quân đội Nga vẫn tiếp tục pháo kích và chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp theo dọc theo bờ phía Nam của hồ chứa Marinskoye. Hiện tại, khoảng 1% lãnh thổ thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine để đánh sập marinka quân đội nga cần phải giành được nốt lãnh thổ của một doanh nghiệp nông nghiệp nằm ở ngoại ô và tiến đến cuối phố ivan franco ở sơn phía nam cuộc tấn công của nga theo hướng làng pobeda đã tiếp tục trong ba ngày mục tiêu trước mắt của họ trong khu vực này là chiếm giữ các điểm cao chiến thuật giữa novomikeloka và marinka nhằm tước đi cơ hội phản công của ukraine và làm phức tạp vị trí của lực lượng đối phương trong khu vực kiên cố Zverinesk. Khu vực Odekov thuộc mặt trận Zaporizhia tạm thời yên tĩnh do điều kiện thời tiết. Các nhóm tấn công của lực lượng vũ trang Nga sau khi đánh bật Ukraine khỏi các vị trí gần Vyobovodje và Rabotino đang củng cố các tuyến vừa tái chiếm được. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Điện Kremlin sẵn sàng đối thoại về cuộc xung đột ở Ukraine, miễn là lợi ích cốt lõi của Moscow được tôn trọng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông tin một số cường quốc phương tây ngày càng quan tâm đến giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột ở ukraine song từ chối nêu tên bất kỳ quốc gia nào ông lavrov cho hay tôi không muốn và không có quyền nêu tên nhưng một số lãnh đạo cấp cao nổi tiếng của các nước phương tây trong đó có một nhà lãnh đạo phương tây cụ thể một nhà lãnh đạo rất nổi tiếng đã vài lần ít nhất là thông qua ba kênh liên lạc khác nhau gửi tín hiệu về việc tại sao chúng ta không gặp nhau và nói về những việc cần làm với ukraine và an ninh châu âu Ông Lavrov khẳng định, Nga luôn sẵn sàng thảo luận nghiêm túc về những vấn đề này, nhưng Kiev là bên không sẵn sàng đàm phán. Ông nhấn mạnh, chúng tôi chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán và câu hỏi này không nên được đặt ra cho chúng tôi. Trước đó, trong cuộc họp báo thường niên vào ngày 14 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, hòa bình ở Ukraine chỉ đến khi Nga đạt được mục tiêu của mình. Tổng thống Putin khẳng định, mục tiêu của Nga không thay đổi, đó là phi phát xít hóa, phi quân sự hóa và đảm bảo tình trạng trung lập của Ukraine. Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng với điều kiện Ukraine phải thừa nhận thực tế mới về lãnh thổ. Thực tế mà Moscow đề cập đến là việc các vùng lãnh thổ gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk. Trong khi đó, giới chức Ukraine tuyên bố hòa đàm chỉ diễn ra khi Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, bao gồm Crimea. Hội đồng châu Âu sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh bất thường vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 năm sau để sửa đổi ngân sách Liên minh châu Âu-EU và gia hạn hỗ trợ Ukraine với số tiền 50 tỷ euro cho đến năm 2027. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15 tháng 12 sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh mùa đông của EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU sẽ làm hết sức mình để ủng hộ Ukraine. Bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh, Ủy ban châu Âu đang nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả 27 quốc gia thành viên EU đều ủng hộ các quyết định ngân sách Bà cũng cho rằng cần phải nghiên cứu các giải pháp thay thế tiềm năng để đưa ra quyết định nhanh chóng nếu các nước thành viên EU không đạt được sự nhất trí. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel xác nhận rằng các nhà lãnh đạo châu Âu chưa đạt được đồng thuận về kế hoạch ngân sách, trong đó có vấn đề hỗ trợ Ukraine do Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã phủ quyết khoản hỗ trợ 50 tỷ euro cho Kiev. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhất trí gặp lại nhau vào năm tới tại một hội nghị thượng đỉnh mới, với hy vọng đạt được nhất trí của tất cả 27 thành viên nhưng nếu thất bại, họ vẫn cam kết hỗ trợ cho Ukraine, kể cả ở mức 26 thành viên. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock mới đây cảnh báo những vụ tấn công liên tiếp của phiến quân Houthi tại Yemen nhắm vào các tàu chở hàng ở Biển Đỏ, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Israel và các tuyến vận tải hàng hải quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Berlin, bà Baerbock nêu rõ những vụ tấn công này không chỉ gây nguy hiểm đối với an ninh của Israel, mà còn đe dọa hoạt động vận tải hàng hải quốc tế và quyền tự do đi lại trên các tuyến thương mại. Tương tự, điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cảnh báo, hoạt động vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ đang phải đối mặt với nguy cơ ngày càng nghiêm trọng do các vụ tấn công của Houthi. Trong thời gian tới, nhà trắng sẽ cung cấp thêm thông tin về lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia do Mỹ hậu thuẫn nhằm bảo vệ hoạt động vận tải hàng hải ở Biển Đỏ. Trước đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Joe Sullivan cho biết, Washington đang đàm phán với các quốc gia khác về kế hoạch thành lập lực lượng đặc nhiệm hàng hải sau một loạt vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ sau khi xảy ra các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu thương mại trong khu vực, hãng vận tải đường biển hàng đầu thế giới Maersk của Đan Mạch thông báo tạm dừng các chuyến tàu đi qua eo biển Bab al Mandab trên biển đỏ do lo ngại về an toàn. Lực lượng Houthi đã ra tuyên bố thừa nhận thực hiện các vụ tấn công, khẳng định sẽ tiếp tục ngăn chặn tất cả các tàu hàng đi qua biển đỏ hướng về các hải cảng của Israel cho đến khi Israel cho đưa thực phẩm và thuốc men đáp ứng nhu cầu tại giải Gaza. Sau khi Israel thừa nhận đã bắn chết nhầm ba con tin, người phát ngôn Nhà Trắng Dương Kirby lên tiếng, bình luận đó là một sai lầm bi thảm của quân đội lực lượng phòng vệ Israel. Theo ông John Kirby, cái chết của ba con tin bị lính Israel sát hại ở giải Gaza là tin tức đau lòng và là một sai lầm bi thảm. Tôi không nghĩ có thể rút ra kết luận rộng hơn từ sự kiện cụ thể này và những gì nó nói lên về khả năng của lực lượng vũ trang Israel trong việc thận trọng hơn và chính xác hơn trong hành động của họ. Trước đó, quân đội Israel ra tuyên bố thừa nhận các binh sĩ nước này ngày 15 tháng 12 đã bắn chết ba con tin sau khi nhầm lẫn những người này là mối đe dọa. Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ trong cuộc giao tranh ở Sejaya, khu vực chiến sự gần thành phố Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel, quân đội Israel đã xác định nhầm ba con tin Israel là mối đe dọa. Do đó, các binh sĩ đã nổ súng và khiến họ thiệt mạng lực lượng phòng vệ israel khẳng định đã xem xét vụ việc ngay lập tức và những bài học đã được rút ra và chuyển tới tất cả các binh sĩ lực lượng phòng vệ israel trên chiến trường phía quân đội israel bày tỏ hối hận sâu sắc về sự cố bi thảm này phản ứng trước vụ việc trên thủ tướng israel benjamin netanyahu tuyên bố đây là thảm kịch không thể chấp nhận được trong khi đó người phát ngôn lực lượng phòng vệ israel daniel hakari khẳng định quân đội israel chịu trách nhiệm đối với mọi sự việc xảy ra Ngày 15 tháng 12, tại thủ đô Oslo, Na Uy, đã diễn ra cuộc họp các quan chức cấp cao của một số nước Ả Rập Hồi giáo và Bắc Âu nhằm thúc đẩy tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Gaza cũng như sự ổn định trong khu vực. Tại cuộc họp, Ủy ban Bộ trưởng Ả Rập Hồi giáo và các đối tác châu Âu đã thảo luận về những diễn biến nghiêm trọng ở giải Gaza. Ủy ban tái khẳng định lập trường phản đối xung đột tại Gaza, kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài, cũng như bảo vệ dân thường theo luật nhân đạo quốc tế các thành viên ủy ban yêu cầu hành động chống lại những hành vi bạo lực làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo và cản trở việc đưa hàng viện trợ nhân đạo khẩn cấp vào giải Gaza. Các thành viên ủy ban hối thúc thực hiện các bước nghiêm túc và khẩn cấp để đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo, thực phẩm và y tế cho Gaza, bác bỏ bất kỳ biện pháp nào hạn chế đưa hàng viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ này một cách nhanh chóng và an toàn. Ủy ban nhấn mạnh sự cần thiết phải có những nỗ lực chính trị nghiêm túc để thành lập một nhà nước Palestine theo đường biên giới năm 1967 phù hợp với các nghị quyết quốc tế liên quan. Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Oslo, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Fahan bày tỏ hy vọng khu vực có thể tránh được tình hình bạo lực leo thang. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út hối thúc cộng đồng quốc tế ủng hộ nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo nhiệt độ một số khu vực có thể giảm xuống mức thấp lịch sử trong đợt lạnh mới nhất tại nước này. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) mới đây đưa ra cảnh báo nhiệt độ thấp, dự báo một đợt lạnh trên hầu hết nước này kéo dài đến ngày 19 tháng 12. Tân Hoa Xã dẫn lời quan chức của NMC cho hay, một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc cùng các khu vực dọc theo sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà có thể chứng kiến nhiệt độ suýt soát hoặc phá vỡ mức thấp kỷ lục trong cùng kỳ các năm trước. Theo NMC, nhiệt độ sẽ giảm từ 6 đến 10 độ C trên phần lớn lãnh thổ Trung Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi nỗ lực toàn diện nhằm ứng phó khẩn cấp với tình trạng giá rét. Đối mặt rủi ro thiên tai cao do đợt rét đậm sắp xảy ra, ông yêu cầu nhà chức trách phải đặc biệt chú ý đến công tác phòng chống và cứu trợ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình toàn cảnh quốc tế của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube báo điện tử VOV. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.